Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 12 đến câu 19. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em và bà con bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù có một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến bắt bớ, tù đầy thì ai cũng thấy đó là một sự thất bại, đau khổ, nhục nhã và ê chề. Tuy vậy, trong bài tin mừng hôm nay, lại với diễn từ của mạch văn ngày cánh chung, Chúa Giêsu lại gợi lên cho mỗi người chúng ta một điều trái ngược với ý nghĩa của con người, nhưng lại mang một giá trị của sự sống mới, một sức mạnh mới trong Đức Giêsu Kitô. Người ta sẽ tra tay, bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy, đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Như thế, bước đi theo Đức Kitô, ai trong chúng ta cũng phải đối diện với một con đường không mấy dễ dãi. Trái lại, nó là con đường của sự từ bỏ, con đường của đau khổ, chông gai và tù đầy. Tuy nhiên, con đường này dẫn ta đi vào trong hạnh phúc, trong sự êm đềm của tình Chúa, bởi vì chúng ta có sức mạnh của Chúa Thánh Thần luôn dẫn dắt chúng ta bước đi. Là môn đệ của Đức Kitô, sống và làm chứng tin mừng của Người, chúng ta phải có một sự chọn lựa quyết liệt và can đảm, đó là chọn lựa của tình yêu. Tôi chọn yêu mến bản thân, yêu mến thế gian hay là yêu mến Thiên Chúa? Nếu tôi chọn yêu mến bản thân và thế gian, thì tôi sẽ bị lệ thuộc vào những danh vọng, tiền tài, địa vị và những dục vọng của con người. Như thế, cả cuộc đời của tôi sẽ luôn sống trong sự lo lắng, bất an và sợ hãi. Nếu tôi yêu mến Thiên Chúa, tất cả tôi sống cho Ngài và vì con đường của Ngài, thì dù người đời có lấy đi những gì tôi có như tiền bạc, danh vọng và địa vị, họ cũng chẳng thể lấy được đức tin, tình yêu và sức mạnh của Chúa Thánh Thần nơi bản thân tôi. Bởi tất cả những điều này là kho tàng hạnh phúc ngự nơi cõi lòng, nơi tâm hồn của tôi, không ai có khả năng chiếm được. Tất cả vì danh Chúa thì chúng ta sẽ đón nhận được kho tàng và sự bình an hạnh phúc. Đó là ơn cứu độ dành cho mỗi người chúng ta.